Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ và các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc với huyện Long Thành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Để công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Long Thành đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua các fanpage như An ninh trật tự Long Thành, Tôi yêu Long Thành. Hiện 14 trên 14 xã thị trấn đã được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư trang bị điểm cầu trực tuyến. Đây là bước phát triển mới góp phần tạo thuận lợi cho công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện hiện có 80 tổ hòa giải của ấp, khu với gần 500 hòa giải viên. Các tổ hòa giải hoạt động theo luật hòa giải cơ sở và tham gia hòa giải tất cả các mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hội đồng Nhân dân huyện Thống Nhất khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023, bổ sung các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, huyện Thống Nhất đã thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện vẫn giữ được đà tăng trưởng. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng 20,7% so với cùng kỳ, hoạt động thương mại dịch vụ tăng 19,9%, tổng thu ngân sách đạt 53,54% so với dự toán, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng một người một năm. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng bộ máy chính quyền, cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, v.v. được quan tâm chỉ đạo. Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở thành phố Long Khánh đã phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đã vận động nhân dân đóng góp tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng thực hiện xã hội hóa giao thông được 11 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3.800 mét. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo an sinh xã hội thực hiện được gần 8,8 tỷ đồng. Công tác giám sát phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện. 10 tập thể và 12 cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen đạt thành tích trong 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa và các ngành liên quan vừa có buổi kiểm tra giám sát về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại phường An Bình. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, phường An Bình đã tiếp nhận hơn 170 ý kiến, kiến nghị và đơn phản ánh từ nhân dân. Trong đó có 160 ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương xoay quanh các nội dung về công tác bồi thường giải tỏa, tái định cư, công tác môi trường, công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được địa phương xem xét và giải quyết đạt 100%. 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Xuân Lộc cũng đạt được những kết quả tích cực, tạo nên không khí dân chủ phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp chính quyền đã giải quyết tốt các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế xã hội, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo đời sống, hỗ trợ vốn sản xuất cho đồng bào thiểu số. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa đảng với nhân dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 17 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.